Sách ECT chương 1 Xảy trong đời vua Asheru, tức Asheru kia mà cai trị trên 127 tỉnh từ Ấn Độ cho đến Ethiopia. Khi vua ngự ngôi vương quốc tại Susa, Kinh Đô người, nhằm năm thứ ba đời trị vì mình, người bày ra một bữa tiệc yến cho hết thảy quan trưởng và thần bậc mình. Đạo binh nước Ferrosher và Medi các bậc sang trọng cùng các quan cai của hàng tỉnh đều ở trước mặt người. Trong nhiều ngày, tức trong 180 ngày, người bày tỏ sự giàu có sang trọng của nước và sự oai nghi rực rỡ của người. Khi các ngày đó đã qua rồi, vua bày đãi hết thảy dân sự đang có ở tại Kinh Đô Su Sơ, hoặc lớn hay nhỏ, một cuộc tiệc yến bảy ngày tại nơi hành lang của Thượng Uyển. Tư bề, có treo màn trướng sắc trắng xanh lá cây và xanh da trời dùng dây gai màu trắng và màu tím cột vào vòng bạc và trụ cẩm thạch các giường sập bằng vàng và bạc đặt trên nền lót cẩm thạch đỏ và trắng ngọc phụng và cẩm thạch đen người ta đãi uống bằng chén vàng những chén nhiều thứ khác nhau và có ngự tửu rất nhiều cho xứng đáng theo bực giàu sang của vua người ta uống rượu tùy theo lĩnh truyền, chẳng ai ép phải uống. Vì vua đã truyền các thần tể cung điện, hãy làm tùy ý của mỗi người muốn. Hoàng hậu Vả Thi cũng đãi một bữa tiệc cho các người nữ tại cung vua Asheru. Qua ngày thứ bảy, vua uống rượu hứng lòng rồi. Bèn truyền cho Mehuman, Bitha, Hạt Bona, Bitha, Abatha, xê Thạc và các cách tức bảy hoàng quan hầu trực vua Asiru dẫn hoàng hậu vả thi đến trước mặt vua đội mão triều hoàng hậu đặng tỏ ra phết lịch sự của bà cho dân sự và cho các quan trưởng xem thấy vì tướng mạo bà rất tốt đẹp nhưng hoàng hậu vả thi không khứng đến theo mạng của vua truyền bởi các hoàng quan vua bèn nổi giận dữ phát nóng nả trong lòng vả thường khi vua có sự gì bèn hỏi bàn các người rõ luật thông pháp. Những quan kế cận vua hơn hết là Cạc Sê-na, Sê-thạc, ác ma tha si re can tức bãi quan trưởng của nước phe và Medi thường thấy mặt vua và ngồi bực cao nhất trong nước. Bây giờ vua hỏi chúng rằng, Hoàng hậu Vã Thi chẳng có vân theo mạng của vua Asheru kể các hoàng quan truyền cho vậy thì theo luật pháp chúng ta phải xử bà thế nào mê thưa trước mặt vua và các quan trưởng rằng vả thi chẳng những làm mất lòng vua mà thôi nhưng lại hết thảy những quan trưởng và dân sự ở trong các tỉnh của vua asheru vì việc này đồn ra trong các người nữ khiến họ khinh bỉ chồng mình nói rằng vua asheru có biểu dẫn hoàng hậu Vả thi đến trước mặt vua mà nàng không có đến. Ngày nay, các vợ quan trưởng Phê-rơ-sơ và Medi mà đã hay việc hoàng hậu đã làm cũng sẽ nói một cách với chồng mình rồi sẽ có lắm điều khinh bỉ và cơn giận. Nếu đẹp ý vua, khá dáng chiếu chỉ, chép vào trong sách luật pháp của nước Phê-rơ-sơ và Medi chẳng hề hay đổi đặng rằng Vả thi sẽ chẳng còn vào đến trước mặt vua asheru nữa vua khá ban vị hoàng hậu của vả thi cho một người khác tốt hơn nàng khi chiếu chỉ của vua làm đã được truyền khắp trong nước vua vì nước thật rộng lớn thì các người vợ tất phải tôn kính chồng mình từ người sang trọng cho đến kẻ nhỏ hèn lời này đẹp ý vua và các quan trưởng vua bèn làm theo lời của mê mu cang đã luận hạ chiếu cho các tỉnh của vua theo chữ và tiếng của mỗi tỉnh mỗi dân mà bảo rằng mỗi người đàn ông phải làm chủ của nhà mình và lấy tiếng bản xứ mình mà dạy biểu. Chương 2 Sau các việc ấy, khi cơn thạnh nộ vua Asheru đã nguôi lại, thì người bạn nhớ lại vả thi và việc nàng đã làm cùng sự đã chỉ định cho nàng. Các cận thần vua thưa rằng, khá tìm cho vua những nữ đồng trinh tốt đẹp và xin vua hãy sai khiến những quan đi khắp các tỉnh của nước vua nhóm hiệp hết thảy nữ đồng trinh tốt đẹp đến su sơ là kinh đô dẫn vào hậu cung và giao phó cho hê gai hoàng quan của vua thái giám những cung phi rồi phát cho chúng những hương phẩm cần dùng cho sự tẩy uế hễ con gái trẻ nào được đẹp lòng vua khá lập hoàng hậu thế cho vả thi lời ấy đẹp lòng vua vua bèn làm như vậy. Ở tại Kinh Đô có một người Juda tên là Mạc Đôi Chê, con trai của Giai cháu của Shimei, chắc của kích người Benjamin. Người bị bắt dẫn khỏi Jerusalem với những kẻ bị bắt làm phu tù đồng một lượt với Jeconia, vua Juda mà Nebuchadnezzar, vua Babylon, đã bắt làm phu tù. Người bảo dưỡng Hadasha, tức là Esote, con gái của cậu mình vì nàng không có cha mẹ. Người thiếu nữ ấy là tốt tươi hình dạng, đẹp đẽ dung nhan. Vậy khi cha mẹ nàng đã qua đời rồi, mặt đôi Chê nhận nàng làm con gái mình. Xảy ra khi mạng lệnh của vua và chiếu chỉ người đã được rõ biết, khi có nhiều con gái trẻ đã nhóm hiệp tại Kinh Đô Sơ giao phó cho Hê Gai trưởng quản, thì Ê e cũng được đem đến cung vua, giao phó cho hega Gai quan thái giám các cung phi. Con gái trẻ đó đẹp lòng hê gai và được ơn trước mặt người. Người lật đật ban cho nàng những hương phẩm cần dùng sự tẩy uế và những vật nhật dụng của nàng, cung cấp cho nàng bảy con gái tơ chọn lấy trong cung vua. Đoạn Hê Gai dời nàng với các con gái tơ vào trong một cái phòng tốt nhất của cung phi tầng. ECT chẳng tỏ ra dân mình và quê hương mình vì mặt Đô chê có dặn nàng đừng tỏ ra cho ai biết. Mỗi ngày, mặt Đô chê đi dạo chơi trước sân của cung các phi tần để cho biết ECT có bình yên chăng và nàng sẽ ra thể nào. Mỗi con gái trẻ chiếu theo lệ định mà dọn mình cho tinh sạch trong 12 tháng. 6 tháng dùng dầu một dược, 6 tháng dùng thuốc thơm cùng những hương phẩm cần dùng về sự tẩy uế sau kỳ ấy đã mãn rồi, mỗi con gái trẻ theo phiên thứ mà đến cùng vua Asheru. Họ vào chầu vua như vậy. Phàm vật gì nàng muốn đem theo từ cung phi tần đến cung điện vua, thì họ liền ban cho. Buổi tối thì nàng đi đến, còn sớm mai trở về hầu cung thứ nhì. Có sa ách ga là hoạn quan của vua, thái giám các phi tần coi sóc. Nàng không hề vào cùng vua nữa, miễn là nàng đẹp ý vua, và được vua đòi tên mình. Khi phiên ECT, con gái của Abihai, cậu của Mạc Đôi Chê, là người đã nhận nàng làm con, đã đến để đi vào cùng vua, thì nàng chẳng cầu xin gì hết ngoại trừ điều hê gai, hoạn quan vua, thái giám các phi tần đã định cho. ECT được ơn trước mặt mọi người thấy nàng. Ấy vậy, ECT được đưa đến cùng vua Asheru trong cung vua nhằm tháng 10 là tháng Tê Bết, năm thứ bảy đời người trị vì. Vua thương mến ECT nhiều hơn các cung nữ khác và nàng được ơn tại trước mặt vua hơn những nữ đồng trinh. Vua đội mão triều thiên trên đầu nàng và lập nàng làm hoàng hậu thế cho vả thi. Đoạn, vua bày một tiệc lớn đãi các quan trưởng và thần bộc mình, tức tiệc yến của bà ECT vua rộng tha thuế cho các tỉnh và ban thưởng xứng đáng theo bực giàu sang của vua. Khi các nữ đồng trinh hiệp lại lần thứ nhì, thì mặt Đô chê ngồi ở nơi cửa vua. ECT y như lời mặt đôi che đã dặn mình, không tỏ cho ai biết quê hương và tông tộc mình. Vì ECT làm theo điều mặt đôi chê dặn nàng, như khi nàng còn được bảo dưỡng nơi nhà người. Trong các ngày đó, Mạc Đô Chê đang ngồi nơi cửa vua. Có hai hoạn quan của vua trong bọn cái giữ cửa là Bích Thang và Thê Rết, nổi giận, toan mưu, tra tay vào vua Asheru. Việc ấy thấu đến Mạc Đô Chê biết, người học lại cho hoàng hậu ect, Bà ect nhân tên Mạc Đô Chê tâu lại cho vua. Người ta bèn tra hạch việc đó, thấy quả thật như vậy, rồi cả hai đều bị treo nơi cây hình. Đoạn họ chép điều đó trong sách sử ký tại trước mặt vua. Chương 3 Sau các việc ấy, vua Asheru thăng chức cho Haman, con trai của Hamedatha người Agat và làm nổi danh người, đặt ngôi người trên các quan trưởng ở cung vua. Hết thảy thần bộc ở tại nơi cửa vua đều cúi xuống lại Aman, vì về phần người vua đã truyền bảo như vậy nhưng mặt đôi chê không cúi xuống cũng không lại người. Các thần bộc ở nơi cửa vua bèn nói với mặt đôi chê rằng, cớ sao ông phạm mạng vua? Sải vì chúng nói với người ngày này qua ngày kia mà người chẳng khứng nghe đến thì chúng cáo cho ha mang hai đặng thử xem sự tình của mặt đôi chê có thắng chăng vì người đã tỏ cho chúng rằng mình là người juda khi ha mang thấy mặt đôi chê không cúi xuống và không lại mình bèn nổi giận dữ người ta đã học cho Haman biết mặt đôi chê là người Juda nên người cho sự tra tay trên một mình mặt đôi chê là một sự nhỏ mọn người bằng tìm mưu giết hết thảy dân Juda là tông tộc của mặt đôi chê ở trong toàn nước Asheru tháng giêng là tháng Nisan năm thứ 12 đời vua Asheru người ta bỏ phu rơ nghĩa là bỏ thăm mỗi ngày mỗi tháng tại trước mặt Haman cho đến tháng 12 là tháng Adar Man, tâu với vua Asheru rằng có một dân tộc tản mãn tải rác ra giữa các dân tộc trong những tỉnh của nước vua. Luật pháp của chúng nó khác hơn luật pháp của các dân khác. Lại chúng nó cũng không tuân theo luật pháp của vua. Dung chúng nó chẳng tiện cho vua. Nếu điều đó vừa ý vua, khá dáng chiếu chỉ truyền tuyệt diệt chúng nó đi rồi tôi sẽ cân 10.000 ta lân bạc phó vào tay những quan đốc tư để đem vào kho vua. Vua bèn cổi chiếc nhẫn khỏi tay mình trao cho Haman, con trai Hamedatha người Agat, kẻ cừu địch dân Juda. Vua nói với Haman rằng, bạc đã ban cho ngươi, dân sự cũng phó cho ngươi, để làm điều chi mặc ý ngươi. Tháng Giêng, ngày 13, thì đòi những thầy thơ ký của vua đến rồi tùy theo mọi điều Haman truyền dặn, người ta nhân danh Asheru viết chiếu cho các quan trấn thủ của vua, cho các quan cai quản mỗi tỉnh và cho trưởng tộc của mỗi dân tộc. Tỉnh nào dùng chữ nấy, dân tộc nào theo thổ âm nấy. Đoạn họ lấy chiếc nhẫn của vua mà đóng ấn. Rồi họ gửi các thơ bởi lính trạm cho các tỉnh của vua, đặng giải biểu rằng nhằm ngày 13 tháng 12, tức là tháng Ada, phải trừ diệt, giết chết và làm cho hư mất hết thảy dân Juda trong một ngày đó, vô luận người già kẻ trẻ, con nhỏ hay là đàn bà và cướp giật tài sản của chúng nó. Để cho chiếu chỉ được tuyên bố trong mỗi tỉnh, có bản sao lục đem rao cho các dân tộc biết, hầu cho chúng đều sẵn sàng về ngày đó. Các lính trạm vân lệnh vua vội vàng đi ra. Chiếu chỉ này cũng truyền ra tại Kindo Suse đoạn vua và ha mang ngồi lại uống rượu còn thành su sơ đều hoảng kinh chương 4 vả khi mặt đôi chê biết hết mọi điều ấy bèn xé áo mình mặc lấy một cái bao và phủ tro rồi đi ra giữa thành lấy tiếng lớn kêu khóc cách cay đắng người cũng đi đến tận trước cửa vua vì ai mặc cái bao bị cấm không cho vào cửa của vua phàm trong mỗi tỉnh nơi nào mạng lệnh vua và chiếu chỉ người đã đến, thì trong dân đa bèn có sự thảm sầu, kiên cử ăn, khóc lóc và kêu vang. Lại có nhiều người lấy bao và tro làm giường mình. Các nàng hầu bà ECT và những hoàng quan bà đều đến thuật lại sự ấy cho bà. Hoàng hậu bèn buồn rầu lắm, gửi quần áo cho mặt đôi che mặt để lột bao khỏi mình người, nhưng người không khứng nhận. Bây giờ bà ECT gọi Ha Thác một hoàng quan của vua mà vua đã đặt hầu trực bà, rồi biểu người đi đến mặt Đô Chê hỏi cho biết có việc gì và nhân sao đã có vậy. Hà Thác bèn đi ra đến mặt Đô Chê tại nơi phố thành ở trước cửa vua. Mặt Đô Chê thuật lại mọi điều đã xảy đến mình và số bạc Ha-man đã hứa đóng vào kho vua đặng có phép tuyệt diệt dân giu Người cũng đưa cho hoàng quan một bản sao lục chiếu chỉ đã truyền ra tại Sơ, đặng tuyệt diệt dân Juda để hoàng quan chỉ cho bà ECT xem và biết cùng biểu người khuyên bà vào cùng vua trước mặt vua nài xin ơn vua và cầu khẩn dùm cho dân tộc mình Ha Thác bèn trở về thuật lại cho bà ECT mọi lời của mặt đôi chê bây giờ bà ECT nói với Ha Thác và sai người nói lại với mặt đôi chê rằng các thần bộc và dân chúng các tỉnh của vua đều biết rằng hễ ai bất luận nam hay nữ vào cùng vua tại nội viện mà không được lệnh vời thì ai đó theo luật đã định tất phải bị xử tử đi miễn là được vua dơ cây phủ việt vàng ra thì mới sống nhưng đã ba mươi ngày dài tôi không được vời vào cung vua người ta thuật lại cho mặt đôi chê các lời của bà Esther mặt đôi chê biểu đáp lại cùng bà ECT rằng Chớ thầm tưởng rằng ở trong cung vua ngươi sẽ được thoát khỏi phải hơn mọi người Juda khác vì nếu ngươi làm thinh trong lúc này đi dân Juda hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất song nào ai biết rằng chẳng phải vì có cơ hội hiện lúc này mà ngươi được vị hoàng hậu sao bà ECT bèn biểu đáp lại cùng mặt Đô chê rằng Hãy đi nhóm hiệp các người Juda ở tại sơ rồi hãy vì tôi kiên cử ăn trong ba ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết. Tôi và các nàng hầu tôi cũng sẽ kiên cử ăn nữa. Như vậy tôi sẽ vào cùng vua là việc trái luật pháp. Nếu tôi phải chết, thì tôi chết. Mặc Đô chê bèn đi và làm theo mọi điều bà ECT đã dặn biểu mình chương 5 Ngày thứ ba, bà S.T. E mặc đồ triều phục và ra chầu đứng tại nội viện đối trước cung điện vua. Vua đang ngự trên ngôi tại trong cung điện trước cửa đền. Vừa khi vua thấy hoàng hậu S.T. E đứng chầu nơi nội viện, thì bà được ơn trước mặt vua. Vua dơ ra cho bà S.T. E cây phủ việt vàng ở nơi tay mình. Bà S.T. E lại gần và rờ đầu cây phủ việt. Vua nói với bà rằng, Hỡi hoàng hậu ECT, ngươi muốn chi? Cầu xin điều gì? Dầu xin đến phân nửa nước cũng sẽ ban cho ngươi." ECT nói: "Nếu nhiễm ý vua, xin vua và Haman ngày nay hãy đến dự tiệc yến mà tôi đã dọn cho vua." Vua bèn bảo rằng: "Hãy kiếp vời Haman đến, đặng làm y như hoàng hậu đã nói." Đoạn vua và Haman đi đến dự tiệc yến của bà ECT đã dọn. Trong lúc dự tiệc rượu, vua hỏi bà ST e rằng, nàng xin điều gì tất sẽ nhậm cho. Nàng cầu khẩn việc gì dầu đến phân nửa nước cũng sẽ ban cho. Bà ST e đáp rằng, Này, điều tôi cầu xin và sự tôi ước ao. Nếu tôi được ơn trước mặt vua và nếu vua lấy làm thiện mà nhậm lời tôi cầu xin và làm điều tôi ước ao. Xin vua và Haman hãy đến dự tiệc yến mà tôi sẽ dọn. Rồi ngày mai, tôi sẽ làm theo lời vua dạy biểu. Trong ngày đó, Haman đi ra vui vẻ và lòng hớn hở. Nhưng khi Haman thấy mặt đôi chê ở nơi cửa vua không đứng dậy, cũng không chuyển động vì mình, bèn đầy dẫy lòng giận dữ mặt đôi chê. Dẫu vậy, Haman nín giận lại, trở về nhà mình, sai người gọi đến các bạn hữu và Seret là vợ mình. Haman thuật cho chúng sự giàu có sang trọng mình, số đông con cái mình và mọi sự vua làm cho mình được sang cả. Thế nào vua cất mình cao hơn các quan trưởng và thần bộc của vua? Haman cũng nói, trừ ra một mình ta, hoàng hậu ECT chẳng vời ai cùng vua đến dự tiệc yến của bà đã dọn. Và ngày mai, ta lại được mời dự nơi nhà người với vua. Xong, mọi điều đó chẳng ít gì cho ta cả, hễ lâu chừng nào ta thấy mặt đôi chê người đa ngồi tại cửa vua. Seret vợ người và các bạn hữu người đều nói rằng hãy biểu dựng một mộc hình cao 50 thước rồi sớm mai hãy cầu vua khiến cho người ta treo mặt đôi chê tại đó. Đoạn ông hãy khoái lạc đi dự tiệc yến cùng vua. Điều đó lấy làm đẹp lòng ha mang. Người bèn truyền dựng cây mộc hình. Chương 6 Đêm đó, vua không ngủ được, nên truyền đem sách sử ký đọc tại trước mặt vua. Người ta thấy có chép rằng Mạc Đô Chê đã tỏ ra mưu của Bích Thang và Thê -rết, hai hoàng quan của vua, trong bọn cái giữ cửa, toàn tra tay vào vua asiru. Vua nói, vì công sự ấy, Mạc Đô Chê có được sự vinh hiển và tước vị gì chăng? Các người cận thần của vua đáp rằng, người chẳng được chi hết. Vua hỏi, ai ở nơi viện trung. Và Haman đến ngoài viện của cung vua, đặng cầu vua truyền treo mặt đôi chê nơi mộc hình mà người đã dựng cho mặt đôi chê. Các thần bộc của vua thưa rằng, kìa Haman đứng nơi viện trung. Vua bèn nói, người hãy vào. Haman bèn vào. Vua nói với người rằng, phải làm chi cho người nào vua muốn tôn trọng? Haman nghĩ thầm rằng, vua há muốn tôn trọng người nào khác hơn ta sao? Vậy Mang bèn tâu rằng, hãy người nào vua muốn tôn trọng, khá đem cho áo triều của vua mặc, ngựa của vua cởi và đội mão triều thiên vua trên đầu người đó. Áo triều và ngựa thì hãy giao vào tay của một triều thần tối tôn của vua để mặc cho người mà vua muốn tôn trọng. Dẫn người cởi ngựa dạo chơi các đường phố của thành nội và la lên rằng, người mà vua muốn tôn trọng được đãi như vậy. Vua nói với Haman rằng, hãy mau mau đem áo triều và ngựa y như lời ngươi nói mà mặc cho mặt đôi chê người Juda đang ngồi tại nơi cửa vua, chớ bỏ qua gì hết về mọi điều ngươi đã nói. Haman bèn lấy áo triều và ngựa mặc cho mặt đôi chê rồi dẫn người cởi ngựa dạo qua các đường phố của thành nội mà hô lên trước mặt người rằng, người mà vua muốn tôn trọng được đãi như vậy. Đoạn, mặt đôi chê trở về cửa vua. Còn Haman lật đật trở về nhà mình, thảm buồn và trùm đầu lại. Haman thuộc lại cho Seret vợ mình và các bạn hữu mình hay mọi điều đã xảy đến cho mình. Khi ấy, các người khôn ngoan và Seret vợ người nói rằng, Ông đã khởi mòi sa bại trước mặt mặt đôi chê rồi, nếu hắn quả thuộc về dòng dõi dân Juda thì ông sẽ chẳng thắng hắn được đâu, nhưng sẽ sa bại quả hẳn trước mặt người. Khi chúng còn đang nói chuyện với người, các hoạn quan của vua đến, lật đật đưa Haman đến dự tiệc yến mà bà ECT đã dọn. Chương 7 Vậy, vua và Haman đến dự tiệc rượu với hoàng hậu ECT. Ngày thứ hai, trong khi dự tiệc rượu, vua cũng nói với bà ECT rằng, Hỡi hoàng hậu ECT, ngươi muốn xin sự gì, tất sẽ ban cho ngươi, muốn cầu gì, dầu cho đến phân nửa nước, tất cũng ban cho. Hoàng hậu ECT thưa lại rằng, Ôi vua, nếu tôi được ơn trước mặt vua và nếu vua vừa ý, xin vua hãy nhậm lời cầu khẩn tôi mà ban mạng sống cho tôi và theo sự này xin tôi mà ban cho tôi dân tộc tôi. Vì tôi và dân tộc tôi đã bị bán để hủy diệt, giết chết và làm cho hư mất đi. Vả, nếu chúng tôi bị bán để làm nô lệ, tức tôi đã nín lặng, mặc dầu kẻ thù nghịch chẳng bồi thường sự thiệt hại cho vua lại được. Vua Asheru nói với hoàng hậu Eserte rằng: Kẻ dám toan lòng làm như vậy là ai và nó ở đâu? Bà Eserte thưa: Kẻ cừu thù ấy là Haman độc ác kia. Haman bèn lấy làm khiếp vía trước mặt vua và hoàng hậu. Vua nổi thạnh nộ, nổ, đứng dậy khỏi bữa tiệc, đi ra nơi ngự viện. Còn Haman vì thấy rõ vua nhất định giáng họa cho mình, bèn ở lại nài khẩn hoàng hậu S.T. E cứu sanh mạng mình. Khi vua ở ngoài ngự viện trở vào nhà tiệc, thì Haman đã phục xuống trên ghế dài nơi bà S.T. E đang ngồi. Vua bèn nói, trong cung, tại trước mặt ta, nó còn dám lăng nhục hoàng hậu sao? Lời vừa ra khỏi miệng vua, người ta liền che mặt ha mang lại. Hạt Bona, na, một hoạn quan chầu trực vua, rằng, kìa, cây một hình cao 50 thước, mà Haman đã sắm dựng tại trong nhà mình cho mặt đôi chê là người đã nói trung tín để cứu vua. Vua rằng, hãy treo nó lên đó người ta bèn treo ha mang nơi một hình mà hắn đã dựng lên cho mặt đôi chê rồi cân giận vua bèn nguôi đi chương 8 ngày đó vua asheru ban cho hoàng hậu ect cái nhà của ha mang kẻ ức hiếp dân juda còn mặt đôi chê đi vào trước mặt vua vì bà ect đã bày tỏ người là thân thuộc mình vua cổi chiếc nhẫn mà người đã lấy nơi ha mang và ban cho mặt đôi chê bà ect đặt mặt đôi chê trên nhà Haman. Bà ECT lại còn nói trước mặt vua và phục xuống dưới chân người mà khóc lóc, cầu xin vua diệt mưu ác mà Haman người A-gác đã toan ý hại dân Juda. Vua đưa cây phủ việc vàng ra cho bà ECT. Đoạn ba chỗ dậy và đứng trước mặt vua mà rằng Nếu vừa ý vua, nếu tôi được ơn trước mặt vua, nếu vua lấy việc làm tiện ích và tôi được đẹp mắt vua, thì xin vua hãy hạ chiếu đặng bãi các thơ mưu mẹo của Haman, con trai Hamedatha người A-gác, viết đặng truyền giết những dân Juda ở trong các tỉnh của vua. Vì nỡ nào tôi thấy được tai nạn xảy đến cho dân tộc tôi và lòng nào nỡ xem được sự hủy diệt dòng dõi tôi. Vua Asheru nói với hoàng hậu ECT và mặt đô chê người Yuda rằng: Này, ta đã ban cho bà ECT nhà của Haman còn hắn, người ta đã xử treo một hình bởi vì hắn đã tra tay ra làm hại người Yuda Vậy, hai người cũng hãy nhân danh vua mà viết về dân Juda điều gì vừa ý hai người rồi lấy chiếc nhẫn của vua mà ấn dấu. Vì một tờ chiếu chỉ nào viết nhân danh vua và ấn dấu với chiếc nhẫn của vua không thể bãi được. Bây giờ nhằm tháng 3 là tháng Si Vang, ngày 23. Những thầy thơ ký được gọi vào Họ y theo mọi điều mặc đô chê dạy biểu mà viết cho dân Juda, các quan trấn thủ, các quan cai quản và những đầu trưởng của các tỉnh từ Ấn Độ cho đến Ethiopia, tức 127 tỉnh. Viết cho tỉnh nào dùng chữ nấy, cho dân tộc nào theo thổ âm nấy và cho dân Juda thì theo chữ và tiếng của họ. Mặc đô chê viết nhân danh vua Asheru và ấn dấu bằng chiếc nhẫn vua rồi sai lính trạm đem thơ đi cởi ngựa hăng và ngựa nòi bởi ngựa để giống sinh ra chiếu chỉ ấy tỏ rằng vua ban phép cho dân juda ở trong các tỉnh các thành của nước asheru hiệp lại nổi trong một ngày là ngày 13 tháng 12 tức tháng ada đặng binh vực sanh mạng mình tuyệt diệt đánh giết và làm cho hư mất quyền năng của dân cừu địch toan hãm hiếp mình vợ và con cái mình cùng cho phép đoạt lấy tài sản của chúng nó để cho chiếu chỉ được công bố trong mỗi tỉnh. Một tờ sao lục chiếu đem rao cho các dân tộc biết hầu cho người Đa sẵn sàng về ngày đó mà trả thù các cừu địch mình. Vậy, những lính trạm cởi ngựa hăng và ngựa nòi, vân mạng vua thúc giục lật đật đi. Đoạn chiếu chỉ ấy được truyền ra trong Kinh Đô Su Sơ. Mặt đôi chê từ trước mặt vua trở ra, mặc đồ triều phục xanh và trắng, đội một cái mão triều thiên lớn bằng vàng và mặc một cái áo dài bằng bố gai mịn màu tím. Thành su sơ các tiếng reo mừng và hớn hở. Về phần dân Juda thì có sự sáng sủa, vui vẻ, khoái lạc và vinh hiển. Trong mỗi tỉnh, mỗi thành, phàm nơi nào có mạng lệnh và chiếu chỉ của vua thấu đến thì có sự vui mừng và sự khoái lạc cho dân Juda bữa yến tiệc và một ngày ăn lễ. Có nhiều kẻ trong các dân tộc của xứ lại nhập bọn với dân Juda bởi vì chúng nó bắt sợ hãi dân Juda lắm. Chương 9 Tháng 12 là tháng Ada, ngày 13. Khi hầu gần ngày giờ phải thi hành mạng lệnh và chiếu chỉ của vua, tức nhằm ngày ấy mà kẻ cừu địch dân duda ham hố lấn lướt họ. Nhưng việc đã đổi trái đi, chính các người duda đó lại lấn lướt những kẻ ghét mình. Thì dân Juda hiệp lại tại các thành trong khắp các tỉnh của vua Asheru, đặng tra tay vào những kẻ tìm làm hại mình. Chẳng có ai chống trả nổi chúng bởi vì các dân tộc bắt sợ hãi dân Dưu-đa lắm. Các đầu trưởng của những tỉnh, các quan trấn thủ, các quan cai quản cùng những người coi việc vua đều giúp đỡ dân Dưu-đa vì họ kính sợ mặt đôi chê. Vì mặt đôi chê vốn cao trọng trong cung vua, danh tiếng người đồn ra khắp các tỉnh. Bởi người mặt đôi chê càng ngày càng cao trọng. Dân juda hãm đánh các thù nghịch mình bằng mũi gươm, giết chết và tuyệt diệt chúng nó. Phàm kẻ nào ghét họ thì họ đãi theo mặt ý mình muốn. Tại Kinh Đô -sơ, dân Judah đánh giết 500 người và họ cũng giết Phạt Sang Đa Phong, Abatha, -ra tha, Adalia, Aridatha, Phạt Matasha, Arishai, Aridai và Vajeshatha tức là 10 người con trai của Haman Cháu Hammedatha là kẻ hãm hiếp dân Judah nhưng chúng không tra tay vào hóa tài Trong ngày đó người ta đem cho vua hai số những kẻ bị giết trong Kindosusha Vua nói với hoàng hậu Esete rằng dân Judah đã giết chết tại trong Kindosusha 500 người và 10 con trai của Haman thay lại trong các tỉnh của vua chúng còn đã làm chi nữa Bây giờ nàng xin gì, tất ta sẽ ban cho. Nàng còn cầu chi nữa, tất sẽ làm cho. Bà ECT thưa rằng, nếu đẹp ý vua, xin hãy nhậm cho ngày mai dân Juda ở tại Susa cũng làm như chiếu chỉ về ngày nay và cho phép treo nơi một hình 10 con trai của Haman. Vua bèn truyền lệnh làm như vậy. Có hạ chiếu chỉ truyền ra trong Susa và người ta treo 10 con trai của Haman dân Juda ở tại Susa cũng hiệp lại trong ngày 14 tháng của Ada và giết 300 người ở tại sơ nhưng chúng không tra tay mình vào hóa tài. Những dân Juda khác ở trong các tỉnh của vua bằng hiệp lại binh vực cho sinh mạng mình, hãm đánh kẻ thù nghịch mình, giết 75.000 người ghen ghét mình, nhưng họ không tra tay vào hóa tài. Việc ấy xảy ra nhằm ngày 13 của tháng Ada, còn ngày 14 tháng ấy chúng an nghỉ, lập thành một ngày tiệc yến vui vẻ. Nhưng dân Juda ở tại sơ nhóm hiệp trong ngày 13 và 14 của tháng ấy. Còn ngày 15 tháng ấy chúng an nghỉ và lập thành một ngày tiệc yến vui vẻ. Bởi cớ ấy, những người đa ở các nơi hương thôn lấy ngày 14 tháng Ada là một ngày vui mừng, tiệc yến một ngày lễ để gửi cho lẫn nhau những lễ vật. mặt đôi chê, ghi chép các điều này và gửi thơ cho hết thảy dân Juda ở trong các tỉnh của vua Asheru hoặc gần hay xa để khiến cho họ hàng năm giữ ngày 14 và 15 của tháng Ada vì trong ngày và tháng ấy dân Juda đã thoát khỏi kẻ thù nghịch mình và được bình an sự đau đớn đổi ra mừng rỡ và ngày buồn thảm hóa ra ngày lễ lại bảo họ lập thành ngày tiệc yến và vui mừng gửi cho lẫn nhau những lễ vật và bố thí cho người nghèo khổ. Dân Juda nhận làm theo việc mình đã khởi làm và theo điều Mạc Đô Chê đã viết gửi cho mình. Vì Haman, con trai Hamedatha dân Agat, kẻ hãm hiếp thế thảy dân Juda, có lập mưu hại dân Juda đặng tuyệt diệt đi và có bỏ phu rơ nghĩa là bỏ thăm để trừ diệt và phá hủy chúng đi. Song khi bà Esther đến trước mặt vua để tỏ ra việc ấy thì vua ra chiếu chỉ truyền bảo rằng các mưu ác mà haman đã toan hại dân juda hãy đổ lại trên đầu của hắn và người ta treo hắn với các con trai hắn nơi một hình bởi cớ đó người ta cứ theo chữ furer mà gọi các ngày đó là furim lại vì có lời của thơ này và vì cớ các điều chúng đã thấy cùng bị xảy đến cho mình nên dân juda nhận và định thường lệ cho mình cho dòng giống mình và cho những người sẽ nhập bọn với mình mỗi năm phải giữ hai ngày này tùy cái thơ này và theo thì nhất định chẳng ai nên bỏ bê lại người ta phải nhớ lại hai ngày ấy và mỗi gia tộc trong mỗi tỉnh mỗi thành phải giữ nó trải qua các đời chẳng được bỏ bê ngày phu rim này khỏi giữa dân juda và kỷ niệm nó chớ hề mất khỏi dòng dõi họ hoàng hậu Esther, con gái của Abihai và mặt đôi chê người juda lại viết thơ thứ nhì đặng khuyên dân Judah gìn giữ lễ Phurim. Người lấy lời hòa bình và chân thật mà gửi thơ cho hết thảy dân Judah ở trong 127 tỉnh của nước Asheru, đặng làm chứng quyết định các ngày Phurim ấy theo thì tiết nhất định, y như mặt đôi chê người Judah và hoàng hậu Esete đã dạy biểu chúng và y như chúng đã lập lấy cho mình và cho dòng dõi mình về kỳ kiên ăn và ai khóc lĩnh mạng của bà ECT định việc giữ các ngày phu riêm. Đoạn điều đó được chép vào sách. Chương 10 Vua Asheru bắt xứ và các cù lao của biển nộp thuế. Các công sự về quyền thế và năng lực người, cả sự cao trọng của mặt đôi chê. Vua thăng chức người lên làm sao? Thảy đều có chép vào sách sử ký các vua nước Medi và Pharaoh vì mặt đôi chê người Juda làm tể tướng của vua Asheru trong vòng dân Juda, người được tôn trọng, đẹp lòng các anh em mình, tìm việc tốt lành cho dân tộc mình và nói sự hòa bình cho cả dòng dõi mình.